là Nguyễn Thanh Thiên, thành viên nhóm số 3. Nay thì em có làm một đề tài như là một web thương mại. Đây là trang web của em, thì khi người dùng vào thì sẽ hiển thị lên những sự kiện để có những cái event mà bên em sẽ thông báo. Xong rồi bên dưới sẽ là những sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đang sale. Xong rồi tiếp đến là những gọi là những đánh giá chung của bên sản phẩm, và tiếp đến đó chính là những sản phẩm mới được ra mắt. Trang web của em thì đã xây dựng được về bên hỗ trợ với lại bên các cái danh mục của các sản phẩm. Đây là phần danh mục, còn đây là các danh mục chi tiết ạ. Còn đây là danh mục đang lưu trong database. Thì khi kích vào thì sẽ thấy là các danh mục sẽ hiển thị sản phẩm theo từng danh mục. Người mua hàng thì có thể mua hàng bằng cách là chọn số lượng, và sau đó là add vào trong khoản hàng, thì giá tiền và số lượng sẽ được hiển thị bên ngay đây. Cho nên khi muốn mua hàng thì add vào phần check out. Từ phần check out thì có hiển thị ra những cái thông tin chọn hàng. Thì bên check out thì em chưa có chỉnh vào database nên nó chỉ đang hiển thị là ở phần HTML. Tiếp đến là phần đăng nhập vào tài khoản, thì em có sử dụng Ajax để kiểm tra xem là khi mà muốn tạo một tài khoản thì em có dùng Ajax để kiểm tra xem là người dùng đã nhập Gmail vào đúng chưa, và bên mật khẩu thì em có sử dụng mã hóa là MD5. Ok, mình hỏi chút nhắc về mật khẩu này. Em kiểm tra kiểu gì? Tại khi em kiểm tra là kiểm tra email người dùng nhập vào có đúng bị sẵn email hay không? Hay kiểm tra xem email đã tồn tại trên database chưa? Cái này là kiểm tra là dạng email đúng không? Bây giờ được chưa? Đây là email em đã làm sẵn trên DB. Đây này, em sửa. Thôi rồi lên đi, giờ đi, chị đi phút mắt nữa thì đến quýt. Đây trên nào? Phần nào? Cứ kéo đi. À, sao chị đây rồi đi, về trang chủ đi. Vậy lỗi trước sau đăng nhập đúng không? Sẽ xử lý theo username design mở trình duyệt xem nào. Cái chức năng về quản trị còn chưa? Về trang quản trị thì chưa kịp xây dựng nào. Cái nó trên menu của nó chỉ thế này thôi. Vâng. Kích cái phần nữ đi. Cái lấy từ đâu ra? Danh sách là lấy đâu ra? Thích cái này... trong code hay là lấy từ... Cái này là hiển thị trên... HTML là có sẵn rồi đúng không? Vâng. Thế còn cái shop nam thì sao?
shop nam thì là trong data đây, đây từ lấy từ data đây là kiểu gì thì di chuột vào một sản phẩm thế nào, ký nút cộng thì sao, ký nút cộng thì nó sẽ thêm vào giỏ hàng, cứ thử xem. Và khi kích xong là em refresh cả size này. Dạ vâng. Sản phẩm giỏ hàng đi mua đâu? Sản phẩm giỏ hàng lưu giữ đâu, giỏ hàng đi mua đâu? Giỏ hàng thì em sẽ định là lưu ở trong database, nhưng mà chưa kịp làm xong. Như đây số lượng sản phẩm đến 3, số lượng là 3 rồi, kích số lượng đi. 3 rồi và cái tôi chọn mua nữa đúng không? Vâng, mà đấy là nó chỉ là hiện trên HTML, chưa xây dựng bên đấy, chưa lưu. Tức là khi em kích lưu, khi em kích chọn sản phẩm mua đấy, cái sản phẩm đấy được tẩy server, có gọi request vào server không? Nó có lưu DB không? Có đâu. À không, cái đấy nó sẽ chỉ là dùng các phương thức servlet để tính luôn trực tiếp cho người. Cả dữ liệu được lưu trong section, vâng. Lưu trong cookie section. Lưu section thì tại sao nãy giờ lại tăng lên thành 3? Em nhảy ra ngoài đi, quay lại cho chủ tiếp đi. Cho mua sản phẩm khác nữa đi. Khác với cái vừa chọn lại. Lên thành 4. Cái này đang là phần chỉ là 3 đấy nhá, trước đấy em có restart server và phát nhỉ. Nếu restart server thì dữ liệu sẽ sửa bị hủy rồi chứ. Cái đấy nó chỉ chạy script ở trên đấy. Cái này chỉ là phần script đó. Nó chưa lưu trong server. Reset thì nó vẫn chỉ là hiển thị sơn script đó. Cái giao diện này mà ảnh được lấy từ sản phẩm lên hay đây chỉ là giao diện một khung người ta dựng sẵn? Cái này là được lấy từ bên trong file image rồi. Ý là cái này là lưu từ được quay từ DB lên hay là cái bộ template lấy về nó sẵn hẳn rồi? À cái này là bên trong HTML. Tất cả bên dưới này là HTML lấy ra hết. Đây là code static web, không có liên quan gì đến cái gì DB lên cả. Còn mỗi phần bên danh mục kia thì là lấy từ DB. Rồi vào từng danh mục xem nào. Cái bên phải là gì? Nhìn đâu? Cái này. Ừ. Cái này là phần khung để chọn mua hàng khi mà chọn sản phẩm. Cái này nó là tên là nó chưa được lấy từ BD. Kéo dưới xem nào. À còn có một phần nữa là khi kích vào đây thì sẽ hiện hiển thị là info của sản phẩm. Đây là phần info của sản phẩm. Kích quẹt tắt thông tin thì ra cái gì? Mấy cái này chỉ là đang là HTML phần hiện ra rồi. Các thẻ. Đây là các thẻ xây dựng lên thế mà chưa lấy được DB. Kích cái đánh giá thế nào? Kích chữ đánh giá ngay ở dưới cái thứ ba đấy, đánh giá tôi xuống nữa ở phần trang info này thì em chỉ lấy DB là info sản phẩm, tên của sản phẩm với lại giá thì với lại hình ảnh. Mở phải mở các bạn những cái tiếng qua đâu
Đó xong cốt. Thầy cứ lắc đầu này.